Dự án khối căn hộ du lịch thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao, hội tụ đủ các giá trị nghỉ dưỡng lại vừa cho thuê với khả năng sinh lời tốt. Khu đất vàng tọa lạc tại số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Địa thế đáp ứng đầy đủ tiêu chí, nhất vị nhị hướng với view trực diện biển và quảng trường trung tâm thành phố. Khu đất nằm ngay vị trí chiến lược vòng xoay ngã năm nơi giao thoa của các trục nội đô sầm uất như An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Diên Hồng và Ngô Mây. Ngoài ra, theo quan niệm về phong thủy, vị trí tọa lạc ở Thế Ninh Hải Đại Cát giúp hưng tài, đắc lộc, vạn sự hanh thông, cùng với đó là tận hưởng không gian sống lý tưởng, thư thái, thoáng mát, giao hòa với thiên nhiên. Nhờ sở hữu vị trí kim cương, độc nhất vô nhị tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn, dự án sẽ là điểm nhấn cho toàn thành phố, đáp ứng mọi nhu cầu hoàn hảo. Dự án cũng tự hào khoác lên mình phong cách thiết kế và bài trí tối giản, nhưng không kém phần hiện đại, sang trọng tinh tế trong từng đường nét. Định vị là phân khúc cao cấp, mỗi căn hộ, mỗi dịch vụ cung ứng được ví như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Sự khéo léo bố trí không gian xanh giúp nâng tầm vị thế của cộng đồng đầu tư, cũng như khách nghỉ dưỡng.